Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thì hôm nay Vinh Gà muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một cái video, đó là những cái nguyên tắc để quý vị và các bạn có thể chọn một cái cây đào chơi Tết. Thì lý do Vinh Gà chia sẻ cái video hôm nay thì Vinh Gà muốn nói như thế này là cái Tết Nguyên Đán nó chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mà Vinh Gà biết chắc chắn rằng là tất cả mọi người bây giờ vừa chạy xô với công việc lại cũng vẫn phải chuẩn bị cho Tết. Thì Vinh Gà sẽ chia sẻ cái video ngày hôm nay, đó là những cái nguyên tắc mà để cho quý vị các bạn có thể chọn được cho mình một cái cây đào Tết nó đẹp, ưng ý, và đó là cái bí quyết của những cái người làm vườn hay là bán hàng bán cây như của Vinh Gà, bán hoa đào như của Vinh Gà. Thì xin phép quý vị và các bạn là Vinh Gà sẽ cầm máy để review và giải thích cho quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn mà xem video mà thấy nó hay và ý nghĩa, nó bổ ích, thì mong quý vị và các bạn cho Vinh Gà xin một nút like, một nút chia sẻ video và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà Vlog. Và cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thì thường thường người ta vẫn nói là chọn một cái cây tứ quý. Tứ quý là gì các bạn? Là trên cây có quả, có hoa, có nụ và có lộc. Thế thì bốn cái điểm đó đã là bốn cái nguyên tắc để các bạn chọn lựa. Là cái điều thứ nhất là sao? Bây giờ các bạn để ý là ở trên cái cây như thế này, những cái hoa mà nó nở trước này các bạn ạ, của những cái cây đào, cây như của Vinh Gà bán đây. Đấy, là hôm nay Vinh Gà đang ở cái sân của nhà đây thôi. Thì là Vinh Gà vẫn tiếp tục là gia đình Vinh Gà thì bán hoa đào. Vì Vinh Gà vẫn tiếp tục là đào cây lên để mà chuyển ra điểm bán và ship cho những người khách ở gần mà người ta đặt. Đấy, thì thưa các bạn là các bạn chọn một cái cây đào thứ nhất là sao? Đây ạ. Quả là sao? Những cái hoa nó nở trước ngày của cái đợt nắng vừa rồi, nó nở trước đấy thì nó sẽ đỗ quả như thế các bạn nhé. Thì đấy là quả này. Các bạn nhìn thấy quả đấy không ạ? Đấy là những cái tiêu chí mà để các bạn chọn. Thì thứ nhất là trên cây là nó có đủ quả, hoa và nụ rồi lộc. Thế thì hoa như thế nào, những cái hoa như thế này thì đến Tết thì nó sẽ tàn, nên các bạn đi chọn cái bông hoa mà các bạn đi chọn cái cây mà hoa nó đã nở nhiều thì Tết các bạn sẽ bị ít hoa đi. Thế nếu các bạn mà chọn cái cây mà bây giờ hoa nó nở ít lưa thưa như thế này và cái nụ của nó dày nhiều thì cái cây của các bạn khi Tết nó sẽ nở sum suê các bạn nhé, vì là nó còn 5-6 ngày nữa mới tới Tết. Thì đây các bạn nhìn đây, những cái nụ trắng của nó đây, Vinh Gà sẽ cho các bạn xem nụ. Các bạn đi chọn mua những cái cây mà nụ nó tầm như thế này, đấy, nụ như tầm thế này hoặc nhỏ hơn một xíu thì là nó sẽ nở rực rỡ vào Tết nha các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn đây, đấy cái nụ của nó này. Đấy thì ngoài bốn cái điều đó thì Vinh Gà nói thêm là như thế này các bạn này. Như hôm vừa rồi Vinh Gà nói là khi các bạn chọn một cái cây là các bạn chọn cái răm cành của nó nhiều. Thì trong ngày Tết ai cũng muốn cái cây của mình nó đẹp, nó sum suê và nó đầy đủ các cái yếu tố của một cái cây. Thì thứ nhất là cái cây của các bạn này, cành răm tàn nó phải dày. Đấy. Thứ hai là có quả, có hoa, có nụ và có cả lộc. Thì là các bạn chọn một cái cây như thế. Đến điểm thứ ba nữa để các bạn chọn là sao? Thưa các bạn là khi các bạn ra để mà chọn một cái cây ưng ý nhất thì theo quan điểm của Vinh Gà, và Vinh Gà cũng bán hoa, gia đình Vinh Gà bán cái hoa đào này khoảng cỡ 15 đến 16 năm gì đấy các bạn. Thì là Vinh Gà nói như thế này, khi các bạn chọn một cái cây, đấy các bạn để cho Vinh Gà, đấy đây là Vinh Gà nói ở cái cây mà tạo cái thế, dáng thế kiểu như thế này. Thế còn nếu mà ở cái cây mà người ta là cây ghép, cây to, cây gốc to, gốc đào rừng mà người ta ghép đó thì là nó lại nói theo một cái cách khác, người ta dùng cái thế khác. Ở đây đơn giản là các bạn nhìn đây. Đấy. Các bạn thấy là cái tán cây người ta để cho nhà vườn người ta làm chuẩn là người ta uốn đều về bốn góc, ba góc hoặc hai bên này, ba bên hoặc bốn bên tùy, nhưng nhìn các bạn nhìn nó phải đều như thế. Thì lên cái răm tán của các bạn khi các bạn thả ra ngoài cái chậu thì cái răm tán nó sẽ đều
và cái cây nó sẽ đẹp. Đó là những cái quan điểm mà theo cách chọn ban đầu của Vinh Gà là hướng dẫn cho quý vị các bạn chọn một cái cây như thế để nó đủ điểm cho các bạn chơi Tết nó được đẹp. Đến cái cuối cùng là khi các bạn đi ra mua, khi các bạn ra ở ngoài mua, đấy, các bạn ra ngoài chợ mua thì các bạn nhìn là cái lá của cái cây ở trên này, những cái lá hoặc những cái lọc ở trên cây này, đấy, nó phải tươi rói rói như thế này các bạn nhé. Bất kể không cần biết là cái cây của các bạn để trong bầu hay cái cây người ta đã trồng vào trong chậu, cái cây chơi tán như thế này hay là cái cây chơi theo kiểu là ghép thế kia, thì là đều cái lá đều phải tươi như thế các bạn nhé. Đây này, như thế thì tại sao Vinh Gà lại nói thế, vì là gia đình Vinh Gà vừa trồng đào này lại vừa bán đào, thì Vinh Gà nói là nếu các bạn mà đi ra mà thấy cái cây này héo bất kể lý do gì, người bán nói lý do gì là nó mất nước hay là nó thế nào đi, thì các bạn cũng không lấy, vì Vinh Gà biết cái cây đó đều là những cái cây nó bị vỡ bầu. Đấy, Vinh Gà nói các bạn thế. Những cây nó bị vỡ bầu thì cái nụ của các bạn nở ra, cái bông hoa nó sẽ không tươi được các bạn nhé. Đây các bạn nhìn cái bông hoa đào nó phải tươi như thế này này. Đấy, đây là cái cây này là hôm trước là lúc ở trong vườn còn bị hãm nước ấy. Đây, các bạn nhìn cái bông hoa đào nó phải tươi như thế này. Thì nếu mà các bạn mà chọn cái cây mà lá nó bị héo như thế, nó bị héo như Vinh Gà nói nãy đấy, thì cái bông của nó sẽ không tươi. Nó không tươi thì các bạn về các bạn có trồng vào chậu, các bạn có tưới được nước đi chăng nữa thì cái cây của bạn nó bị mất nước, nó sẽ không hồi lại được. Đấy, nó không hồi lại được. Thì cái Tết của các bạn, khi cái cây vào Tết thì cái hoa nó không nở rực rỡ được và cái nụ nó không xanh mươn, thì các bạn sẽ bị mất điểm ở trong cái nói về cái vấn đề hoa chơi Tết. Đấy. Thế thì các bạn cứ chọn những cái cây bé cũng được, nhưng mà cành của nó nhiều một chút, nụ hoa của nó nhiều, dày một chút. Đây các bạn, đây là Vinh Gà bó vào nhé. Chứ còn nụ nó rất là nhiều trong này này các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn thấy nụ đấy không? Rất là nhiều nụ, nhiều lọc. Đấy. Cho nên là các bạn chọn, đấy là những cái điểm, quan điểm mà Vinh Gà đã hướng dẫn cho quý vị các bạn để các bạn có thể chọn một cái cây đào chơi Tết cho mình được ưng ý. Và nó về các bạn trồng là đảm bảo. Sau này các bạn có thể có bạn là, đây quả nó đây các bạn nhé. Sau này có thể là các bạn chơi Tết xong, cái bạn nào có đất thì các bạn có thể trồng lại cái cây này. Và nếu mà các bạn nào có trồng mà những video Vinh Gà chia sẻ lên các bạn trồng, thì Vinh Gà sẽ hướng dẫn luôn các bạn trồng những cây đào này để có thể các bạn chơi được Tết sang năm luôn. Và cũng có thể là trồng ở trong vườn, làm cái cây cảnh ở trong vườn chơi Tết. Cho nên là mong là quý vị là để ý những cái mà Vinh Gà nói hôm nay, để quý vị chọn cho mình một cái cây đào chơi Tết nó được ưng ý. Đây các bạn thấy không, cành nó rất là mập mạp khỏe và nụ hoa có đầy đủ trên các mắt luôn. Đấy các bạn thấy từng mắt. Nếu mà các bạn về các bạn mà trồng vào chậu rồi là hôm sau Vinh Gà sẽ, ngày mai hoặc là ngày kia gì đó, Vinh Gà sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn là cái cách mà để mà trồng cái cây đào chơi Tết và tưới cái gì, bón cái gì để giữ được cái màu hoa nó lâu hơn, rồi cành đào xử lý như thế nào trước khi cắm vào bình để cho cái cành đào nó có thể nở được hết tháng riêng, cái cành vẫn nở được hết tháng riêng sang đến tháng 2 các bạn nhé, và đẹp luôn á, nở bao giờ hết nụ hết hoa thôi, lá lên xanh, quả có quả to bằng đầu ngón tay út luôn. Thế thì là Vinh Gà muốn là chia sẻ như thế để cho quý vị và các bạn có thể nắm bắt được cái cách chọn lựa một cái cây đào để chơi, và cũng chọn được cho mình những cái cây đào mà nó đẹp, ưng ý và lại vừa cái túi tiền của mình. Thế thì thực ra để mà nói là với một cái cây đào như cái cây đào của Vinh Gà đang để ở sân đây mà tính 5, 6 hoặc 700 nghìn thì nó cũng rất là bình thường, nó cũng không có gì, vì cái cách chăm sóc và cái đấy của người ta cũng là cả một năm trời thì là người ta làm vườn để chăm sóc được ra những cây đào như này, để uốn được như thế này và làm được cái cây nó dày răm tán như thế này, thì cũng không, cái giá nó không có gì là đắt đâu các bạn ạ. Thế thì là bây giờ Vinh Gà xin phép được tạm dừng video ở đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Chúc quý vị và các bạn khi xem được cái video này thì sẽ mua được cho mình những cây đào thực sự là ưng ý, đẹp, rực rỡ, lộng lẫy vào trong cái Tết Nguyên Đán sắp tới của chúng ta. Vinh Gà xin chào tạm biệt.